Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn mô phỏng cái 4 clip 7 đoạn. Cái chương trình chúng ta sẽ sử dụng ở đây để test cái kit này, đó là bài đếm sản phẩm. Ở đây mình đã mô phỏng sẵn cái kit 4 clip 7 đoạn gồm có một con vít 18F 4550, hai con IC 74HC 573, bốn con IC 74HC 595 và bốn con led 7 đoạn. Ở đây thì mình sẽ dùng sung clock để mô phỏng tra counter không khi mà đếm sản phẩm. Về kết nối thì chúng ta sẽ có những cái chân của 74HC 573 này sẽ nối với bit 18F 4550. Những cái hai con này thì sẽ có tác dụng là gì? Sẽ có tác dụng là dưới sự cho phép hoặc là không cho phép của con 18F 4550 này sẽ đóng hoặc cho phép hoặc không cho phép chạy các module. Như là chúng ta có cái module tùy đó thì chúng ta có 8 module lận. Nên những con này chỉ có tác dụng sẽ là không cho phép, không cho phép 8 module đó. Ví dụ như module 4 led 7 đoạn, module 8 led 7 đoạn hay là module 32 led đơn vân vân. Cái con này thì có tác dụng là mở rộng bọt. Thì ở đây á chúng ta sẽ có bốn con HC 74HC 595 được kết nối thì khá là đơn giản, cũng không khó. Thì cái chân SHCB, tức là cái chân xung CK của nó, thì các bạn cứ cấp xung CK vào bốn con này. SSD0 là cái chân dữ liệu, thì cái đưa vào một chân DB của con này, rồi từ cái vi 7 phẩy của cái con đầu tiên đưa đến cái chân DB của con tiếp theo. Ở đây thì cái chân MR, cái chân Master Reset này nè, chúng ta sẽ không có sử dụng nó, thì chúng ta sẽ cho nó bằng 1, tại vì nó hoạt động ở chế độ cực mức thấp, tức là nếu bằng 0 thì nó sẽ reset hết hết bốn con này, tức là đưa giá trị ra là bằng 0 hết. Thì đây chúng ta không có muốn chân MR Master Reset này tác động thì chúng ta sẽ cho nó bằng 1. Cái đến thì những cái ngõ ra của cái con 74HC595 đầu tiên sẽ nối vào con led đầu tiên. Để chúng ta nối tuần tự 21, 22, tức là những cái chân đầu tiên của cái con led. Chúng ta làm lần lượt với bốn con như vậy. Thì cái chân V0 đầu tiên sẽ nối vào cái chân đầu tiên của con led thứ nhất. Đấy, chúng ta sẽ nối tuần tự thôi. Các bốn con led và 7 đoạn này chúng ta sẽ cấp nguồn cho nó là nguồn dương, là chân cuối cùng á. Ở đây counter không á, mình sẽ cho nó ở cái đếm là 5 hẹp để cho nó tương đối nhanh, tại vì ở đây cái chương trình đếm của mình là nó đếm rất là nhiều. Đúng là sẽ nạp chương trình cho nó, thì cái chương trình ở đây mình đã viết luôn rồi. Chương trình ở đây cái bài đếm sản phẩm. Đầu tiên chúng ta sẽ khai báo thư viện là thư viện TV bitkit 2 ship 1, khai báo biến là biến T0 và T0 tạm với cái kiểu dữ liệu là in 16 không dấu. Thì đầu tiên chương trình chính thì đầu tiên chúng ta lúc nào cũng phải có hàm cái hàng lệnh đầu tiên, tức là setup một IC chốt để chốt hết tất cả, để chặn hết cái ngõ ra của cái mấy cái module nó lại, không có cho nó hoạt động. Đến là chúng ta sẽ setup timer 0. Setup timer 0. Đến là sẽ setup update sẽ khai báo timer 0 đến set timer 0 ở số 0 và cho biến T0 bằng T0 tạm bằng 0. Đồng thời xuất 4 led 7 đoạn dạy mã để xóa số 0 T0. Đến vòng lặp
thì xóa số 0 T0 ở đây là cái hàm này á, là sẽ giúp cho các bạn xóa những cái số 0 vô nghĩa ở đằng trước và sẽ xuất T0 ra đến hàm hàm chính, hàm y true. Đầu tiên chúng ta sẽ cho T0 này là bằng cái timer 0 để cho timer không nó đếm. Nếu mà T0 nó khác với T0 tạm, tức là không bằng là sao? Tức là khi mà cái timer này nó đã đếm lên một xung, tức là khác với cái T0 trước đó, thì chúng ta sẽ cho T0 tạm bằng T0. Đồng thời sẽ xuất 4 led bay động giải mã xóa số 0 T0. Tại vì khi mà chúng ta không có dùng biến T0 tạm này thì vẫn được. Tại vì ở đây thì nếu cái con bit 1887 này thì nó sẽ luôn luôn là sẽ kiểm tra cái có counter có đếm hay không, để cho nó hiển thị ra. Cái nếu mà chúng ta counter nó không đếm thì nó vẫn kiểm tra rồi nó hiển thị ra, thì chúng ta không có cần thiết cái bước đó, thì chúng ta sẽ dùng một biến T0 tạm để kiểm tra xem là cái biến counter nó có đếm hay không. Thì ở đây mình sẽ cho nó đếm đến, nếu mà cái tệ đến 10.000, tức là đếm đến 9.999 sản phẩm, thì sao mà thứ người 10.000 thì nó sẽ quay về lại là một. Set timer 1, tức nếu set timer 0 thì nó sẽ quay lại sản phẩm thứ 0, còn set timer 1 thì khi mà cái con led nó hiển thị ra thì nó hiển thị ra số 1. Tại vì khi đếm tới 10.000, tức là qua 9.999 sản phẩm rồi, thì cái sản phẩm đầu tiên của nó sẽ phải là sản phẩm thứ nhất đấy. Đây thì mình đã nạp sẵn chương trình cho nó luôn, là bài 46 đếm xung sẽ chạy. Thì đây khi mà counter không đếm á, khi mà cái xung clock này thay cho counter không là nó lên một xung xuống một xung, tức là khi có xung đưa vào con này thì counter là coi như là counter đếm này, thì cái dữ liệu sẽ đưa vào đây, xong đưa vào cái con bit 1887 này, sau đó gán biến T0 và được xuất ra bốn con lít bay động này. Vậy là chúng ta đã mô phỏng xong cái kit của 4 led bay động, module 4 led bay động của cái kit. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe.